Vâng, em xin kính chào toàn thể anh em audio trên cả nước. Hôm nay em xin giới thiệu đến toàn thể anh em một chiếc đầu CD và MD và giải mã 24 bit của Marang, mang mã model là CM6002. Con này máy về bản màu đen, bản mặt phay nhôm, sơn tĩnh điện màu đen nhé các bác nhé. Và con ở dưới cũng là con màu vàng, thì em sẽ test con màu đen. Rất hiếm khi về được cái bản màu đen này. Con này thì máy về kèm có khiển nha các bác nhé. Đấy, máy rất đẹp luôn. Đấy, năm lưng không một vết nào. Và cái bản màu đen này là bản rất hiếm. Bản màu vàng thì nhà em rất nhiều. Bản màu vàng nhà em có 2, 4, 5. Đây con này 6 con. Còn bản màu đen chỉ có một con thôi. Thế nên là rất hợp cho nhà bác nào có bộ âm ni màu đen kê vào rất đẹp. Đó, em sẽ quay đằng sau này. Thì về hai cái bản màu đen màu vàng thì nó cũng như nhau thôi. Cũng có một đường quang ra, một đường quang vào. Đây nó kết nối đường quang vào và cũng có hai đường AV ra cùng một lúc và một đường AV vào. Điện 100V 50-60Hz máy made in Japan. Công suất điện tiêu thụ là 14W. Con màu vàng ở dưới cũng vậy nhé. Và cái sản xuất năm 2005. Đây cái số series của nó, đuôi là 30162. Con này thì là 2003, đấy nó cũng thập niên năm 2000 thôi. Đây em sẽ mở cái nắp nâng ra để cho các bác xem ruột gan luôn này. Về cái bản màu đen này thì nó chỉ có khác là khay đĩa này là màu đen thôi. Còn cái bản màu vàng là khay đĩa nó màu màu vàng. Đấy. Còn đâu y xì nhau hết. Máy rất đẹp và sạch sẽ. Máy móc nhà em đều là máy móc zin nguyên bản nhé các bác nhé. Đấy. Sạch sẽ. Thì và bây giờ em sẽ test. Em sẽ bật nguồn lên này. Em sẽ test ổ MD trước này, test giải mã này. Thì con này là giải mã không cần đĩa mồi, các bác ấn nút rec cho em thôi. Ấn nút rec này. Đấy. Em sẽ bật âm ni lên. Cho lòng phơi bướm mừng. Chọn gần 10 năm qua, anh vẫn còn dây dứt. Vì trời xui khiến anh bội thế. Con này trên điều khiển nó chỉnh được volume các bác nhé. Bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác cách ghi đĩa này.
Em sẽ test bên ổ MD trước và em sẽ test ổ CD sau. Đây đang có một bài này, vào lại này. Thì các bác ấn nút Rec và ấn Play thôi. Rec này. Em sẽ chạy lại cái bài 2 này, đợi nó lưu vào đĩa này. Đấy, nó đã lưu bài 2 vào lại này. Thì cái con marang này khi mình ghi đĩa xong thì mình không phải cho đĩa ra đâu. Đấy. À, cứ cho ra này. Đấy. Nó tự lưu rồi. Bây giờ hướng dẫn các bác cách xóa đĩa này. Các bác ấn nút edit cho em này. Em quay gần cho các bác xem này. Ấn nút edit này. Được rồi, các bác xoay cái núm này. Đấy, xoay ra chữ ONRESC này. Ấn cái phím này, ấn cái núm này vào hai lần. Một lần, hai lần. Đấy, khi nó bờ anh đích đĩa trắng này, ấn nút Eject để cho nó ra này. Và con này nó có chức năng ghi từ bên CD sang MD nữa, tí em sẽ hướng dẫn này. Bây giờ sẽ test bên ổ CD, các bác ấn nút CD cho đèn nó sáng này. Đấy. Cái đĩa đầu tiên em test là đĩa Hoàng Thục Linh này, Tàu Đêm Năm Cũ này. Đấy, play này. Con đường xưa em đi.
thì bên cái ổ CD nó chạy mắt VAM 12.1, mắt phổ thông và cũng là mắt dễ thay thế nhé. Em sẽ test thêm cho các bác một đĩa nữa, là đĩa phono này. Đó, nhận rất nhanh nhá. Mắt này là mắt zin đi theo đầu các bác nhé. Thì tất cả các chức năng của một con đầu CD, MD và giải mã 3 trong 1 em đã test ok. Bác nào có nhu cầu liên hệ đến em theo số điện thoại là 0966723489. Xem hàng và test hàng tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Bên em có giao hàng ship code toàn quốc cho các bác yên tâm. Xin kính chào các bác. Và hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Em xin kính chào.